Còn nếu anh không đủ quan cấp nhà của hàng xóm thế thôi. Ra em thích ăn cái gì đó lòng lành lắm. Ngồi nơi đây không gian bao la, lũ chim đùa nhau hát ca. Ngày xưa quen em á, anh nói anh là tổng tài. Có bầu rồi tôi mới biết anh là tổng tài. Tuổi học trò không có ai để quen hết á. Tới bây giờ cũng vậy mà. Ủa? Tới bây giờ cũng vậy mà. Đây cũng vậy mà, đâu là anh như hạnh phúc lắm vậy. Sao buồn? Rap, siêu ứng dụng đa dịch vụ. Không nên bứt hoa bẻ cành. Rác cái đâu mà quá trời. Đẹp quá. Không có bảo vệ không gian xanh gì hết. Đi nghe. Xanh gì hết. Đi nghe. Ủa gì vậy? Ôi, gì nhéo lỗ tai người ta vậy? Xin lỗi, tôi tưởng cái hoa tai. Ủa, Minh Dự phải không? Ừ. Trời ơi, sao bữa nay nhìn lạ vậy? Khỏe hả? Nhào đánh mới bớt khỏe đó. Đi đựng rác sáng giờ nè, bảo vệ môi trường. Ôi sao mà nhân văn vậy? Ừ, lúc này Dự bận lắm. Dự bận gì đâu? Bữa nay Dự phải đi qua đó nè. Ồ, Phát cũng bận quá. Đi đâu? Phát đi đây. Ủa ngộ vậy, tôi đi đó. Tôi đi đây. Rap mày đi chung đi. Đi đâu? Chương trình Đi đó đi đây. Hợp lý quá chừng. Ê, nghe bận quá ha. Chương trình Đi đó đi đây được phát sóng vào lúc 20h20 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện. Và ngày hôm nay thì Phát rất là vui khi được đồng hành cùng với Minh Dự. À, dẫn chung một chương trình. Ở đó giờ là thường hai anh em hợp tác với nhau. Ê, anh em nghe nó kỳ không? Hai đứa mình bằng tuổi á. Hai đứa bạn đi. Hai đứa bạn. Hai đứa bạn hợp tác với nhau qua những dự án phim ảnh thôi. Yeah. Thì mọi người cũng biết tới là cặp đôi vợ chồng cục xúc đúng không? Đó. I love you ok không? Cái gì vậy? Mày đi mua ve chai hay mày mua trai? Mày I love you ok ai? Tao kê hình mày lên bàn thờ nha. Bữa nay là mình tạm quên hình ảnh vợ chồng cục xúc đi. Đó, quên đi, lên đi. Hai đứa bạn đi dạo với nhau, cùng đi đó đi đây. Trời, nói chung chứ không phải nịnh. Mà nghe bên sản xuất nó là dẫn chung với Phát là Dự nhận liền đó. À, đây là cái duyên đầu tiên mà Minh Dự với Tấn Phát dẫn chung chương trình với nhau trên truyền hình. Và hy vọng là cái duyên này nở ra nhiều thêm ha. Đúng rồi. Mình sẽ cùng dẫn nhiều chương trình khác nữa. Cái duyên chứ không phải là nợ đâu mà nở dữ vậy. Ê, mà có duyên có nợ thì mình mới gắn bó được với nhau đúng không? Đúng rồi. Mà khoan, ừ? Đi đó đây là đi đâu, nãy giờ chưa nói đi đâu hết. Thì đi đó đó. Chứ sao không đi đây? Tại thích đi đó cho nên không đi đây. Mình đỡ vui hơn bên đây hả? Đúng rồi, bên đó có gì không? Tôi thì tôi nghĩ là cái chương trình đi đó đi đây sẽ thường đi những cái nơi mà đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Di tích nè, trường học nè, công trường nè, khu công nghiệp nè. Ê, ủa? Mình đi làm gì vậy? Làm xí nghiệp hả? Ủa chứ gì đâu? Thôi mình bớt học lại. Thường ông bà mình nói là trước cái chữ học là chữ gì? Ăn. Đúng rồi, ăn học. Dạ, nói chung là chương trình Đi đó đi đây sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả những nơi, những địa điểm ăn uống rất là hot, rất là được quan tâm. Và chúng ta sẽ khám phá những cái món ngon nè, những cái địa điểm độc đáo nữa. Là một cây làm chẳng nên non, hai cây chụm lại là vẫn không bằng ba cây. Ồ, câu này hay nha. Hay nha, cho nên là mỗi tập phát sóng, mỗi chặng đường chúng ta sẽ có một vị khách mời sẽ cùng đồng hành với Võ Tấn Phát. Nói nghe, đừng có nói thêm thông tin nào nữa hết á. Ủa sao vậy? Nắng quá. Nắng quá hả? Kiếm chỗ ngồi đi. Thôi đi kìa, quanh kia thấy mát mát kìa. Đi. À, đi lại. Sắp tới rồi, tới chưa? Gần tới rồi. Tới rồi đó. Ủa xe gì mà hay quá vậy ta? Xe Linh. Linh gì?
lên tập đầu tiên của Đi Đó Đi Đây. Quá khéo léo rồi. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Tới rồi đây. Đây! Cái gì vậy? Đây! Cái gì vậy? Để tôi. Thấy ra lần không? Lát bị đánh đó Phát. Hãy cho ta đồ ăn. Tiểu gì? Hãy cho ta đồ ăn. Tiểu gì? Một cái đùi gà. Thấy đau tay nha. À, đau. À, đau. Nó nghe. Hả? Có tiền không mà kêu mạnh miệng quá vậy? Trời, đây là quán người quen. Hình như là mỗi lần đi tập kịch hay đi quay gì với chị ấy là cũng nói nè. Đúng rồi. Chị gì? Việt Hương. Chính xác. Nhưng quan trọng chỉ keo lắm, keo lắm, keo lắm. Không phải ý người quen mà kêu đục đồ ăn đâu. Hèn chi chỉ giàu quá trời giàu. Keo mới giàu. Là keo mới giàu. Bây giờ mình kiếm tiền đi. Kiểu như là quen thì quen nhưng mà ăn chùa nó cũng ngại đúng không? Không phải ăn không đâu. Chương trình mình đi đó đi đây mà không có tiền sao đi. Đúng rồi. Mà bên cạnh đó không chừng là hai cái miệng ăn. Thì đó. Mình còn một cái miệng ăn của khách mời nữa. Ừ đúng rồi ha. Chào mừng hai bạn đã đến với hành trình của Đi Đó Đi Đây. Với mỗi hành trình, Võ Tấn Phát cùng Minh Dự đều phải vượt qua trò chơi tiền tiêu vặt để có thể giành lấy số tiền nhất định chi tiêu cho cả hành trình của mình. Và với tập đầu tiên, các bạn cần phải vượt qua trò chơi như sau. Chương trình đã chuẩn bị hai cọc tiền ở đây và nhiệm vụ của hai bạn là sẽ phải đấu đếm tiền. Trong lúc đếm tiền, hai bạn còn phải vượt qua những câu hỏi nhanh đến từ chương trình. Người hoàn thành thử thách sớm và đúng nhất sẽ nhận được phong bì tiền tiêu vặt có giá trị cao hơn. Trời, không có được, tôi chỉ tập trung làm được một chuyện thôi. Đúng rồi, tôi mà đang tập trung mà ai phá là tôi cọc lắm á. Chứ chơi mà sao nhức đầu quá vậy? Thôi thì khó khó mới gọi là thử thách. Ok. Ngồi đó, ngồi đó. Ủa? Vincent à? Vincent à gì đó? Ai? Ê, không có thói quen, không có thói quen nghe. Ê, không có thói quen, không có thói quen nghe. Không phải, mình phải xào trộn cho nó đều đúng không? À, tắm à. Nghe đồn con muốn đi chảy hội phải không? Dạ, con muốn gặp hoàng tử, con muốn sắm quần áo đẹp. Tiền đi chưa? Dạ chưa. Chưa có thì để mẹ cho nha. Dạ. Con hãy lựa 1.000 ra 1.000, 2.000 ra 2.000 giùm mẹ. Con mà đếm sót đồng nào, mẹ ký vô đầu con. Trời ơi, mẹ ác quá vậy mẹ. 3, 2, 1, bắt đầu. Võ Tấn Phát đã từng nói xấu Minh Dự chưa? Rồi rồi rồi, trời ơi, rồi rồi rồi, trời ơi. Minh Dự có thấy Võ Tấn Phát đẹp trai không? Không. Võ Tấn Phát có từng mượn tiền không trả bao giờ chưa? Có, ủa, chưa, lộn. Cái này bao nhiêu rồi, một? Minh Dự nếu không dẫn chương trình giữ kìa, giữ kìa. Minh Dự thích được dẫn cùng với ai? Trả lời đi, Diêu Nhi. Bài quá gì ta? Võ Tấn Phát, bạn kỳ vọng mình sẽ chơi với ai trong chương trình Đi Đó Đi Đây? Chơi với biên tập không? Chơi với Sơn Tùng MTB. 2, 3, 4. Minh Dự, 100 cộng 5 trừ 10 bằng mấy? 7. Bao nhiêu? 7, 9. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 5, 7, 5, 8. 100 cộng 5 trừ 10 bằng mấy? 100 cộng 5 là 105, trừ 10 là còn 95. Võ Tấn Phát, 12 cộng 6 trừ 10 bằng mấy? 12 cộng 6. 8, 8, 8. Tám rồi quên. Mình xong rồi. Mình xong rồi. 48 tờ 2046 tờ ngàn của tôi. Quá trời quá đất đốt phát nha là hà, tại sao cây màu xanh 50, tại sao lá khi mà 50, già nó màu vàng 50, đốt phát con sông gì nè 50, 51, 52, 53, 54, 56 56 nào còn 7 là 82, 82 cộng 9 là 14 50 tờ tiền 2.000 50 Cái gì? Tôi đâu có làm gì đâu. Điểm lại đi.
Hồi nãy 50 rồi tới 56 là tôi thấy cấn cấn rồi. 54 tờ tiền 1.000. Mời hai bạn đưa lại số tiền này để chúng tôi kiểm tra. Giữ còn bay 2 tờ kìa. Đâu? Hồi nãy gió bay. Đúng rồi. Nhưng mà tôi đếm trên đây thôi chứ. Ôi. Vậy thôi là coi như 2.000 là coi như là 50 đó. Vậy là kết quả của dự sao tôi? 50. Cái này là trời hại. Ủa sao biết tiền đó của tôi? Check ba. Chơi ba hư rồi. Chưa bao giờ thấy cảnh đếm tiền mà nó không sung sướng chút nào. Nghe nói còn phải nuôi thêm miệng khách mời nữa. Hồi khách mời ra, tôi sẽ bán khách mời đó cho đối thủ. Tại vì nhiều khi là tôi nghĩ là cái sức của tôi thì nó cũng đã cân được dự rồi. Xin lỗi nha, nhìn vậy thôi chứ bên trong là một cả một... Sao giáp, sao giáp? Trong là một cả một... Sao giáp, sao giáp? Thần không có tự tin mới giáp. Ê, giờ đoán khách mời là ai? Thí dụ như là một nam thần. Thí dụ như anh Thuận Nguyễn đi. Thì lúc đó là tôi ngán nha. Không, bạn ngán chứ tôi thèm. Thèm gì? Thèm được chơi chung á. Đúng rồi, thèm khách mời lắm. Ví dụ Song Luân tôi cũng không ngán luôn. À không ngán luôn đó. Kết quả mà hai bạn đưa ra đều là chính xác. Tuy nhiên Minh Dự đã đưa ra đáp án đúng trễ hơn, nên chiến thắng ở trò chơi tiền tiêu vặt sẽ thuộc về Võ Tấn Phát. Trời ơi, tôi đếm chính xác mà tại Phát phát hiện hai cái tờ tiền bay xuống đất chi vậy? Tại sao Phát không bị là gió thổi cuốn đi mà Dự lại là trời là ban một cơn gió đó là cuốn đi hai tờ? Có nghe ta nói không? Gì? Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm để gì? Làm gì? Để gió cuốn đi. Cái tiền gió cuốn đi để phân phát cho người khác. Phát bắt tôi lụm lại làm chi? Là ai có tấm lòng là gió nó mới cuốn đi. Thì đó, con người sống vô cảm, gió không thèm cuốn. Vậy lên tiền đi. Lên tiền. Lên tiền để coi được nhiêu nha. Và sau đây xin mời các bạn lên nhận lấy số tiền của mình. Bao nhiêu đây? Trời ơi, phong bì đẹp quá à. Bán kiếm tiền thêm được không? Trời ơi. Nhiều à? Ít mà đáng vậy rồi đó hả? 300 ngàn. Thì tôi là người thắng cuộc thì chắc chắn là tôi cũng phải 3 tỷ rưỡi. Trời ơi, tình như trúng số vậy. 3 tỷ rưỡi đóng thuế là còn 400 ngàn. Ê, 500. 500 là nghe. 1, 2, 3, 4, 5. Quan trọng là khách mời về với ai. Mình được chọn không hay là mình được khách mời chọn? Không, mình sẽ có một cái game. Làm sao đó là phải chèo kéo khách mời về đội của mình. Ủa không, tôi cũng chèo kéo đâu, tiền ít mà chèo kéo chi. Thì đó, tự nhiên thấy số tiền cái đó là tôi hết muốn chèo kéo. Thiệt luôn á. Thì bây giờ là tôi sẽ cố gắng làm sao để tôi chơi một mình. Tôi cũng muốn chơi mình nữa. Luật chơi như sau. Võ Tấn Phát và Minh Dự sẽ cùng nhau gửi tin nhắn thoại đến khách mời của chương trình. Các bạn sẽ phải cố gắng giành được khách mời về đội, vì người này cũng đang nắm giữ số tiền riêng là 100.000 đồng. Và khách mời mà các bạn cần phải chinh phục là diễn viên Ngọc Hoa. Ồ. Ê, con Hoa nó ăn nhiều lắm. Nhiều lắm đó. Con Hoa nó ăn nhiều lắm. Nó ăn từ phim ra tới đời luôn đó. Không có một cái phân cảnh nào trong gia đình cục xúc mà không thấy Hoa nó ăn. Nó cứ kiếm đồ ăn miết thôi. Cảnh vui cũng ăn, cảnh buồn cũng ăn. Kể cả cái phần đồ ăn mà để từ cảnh này qua cảnh kia thiêu luôn rồi. Hoa vẫn ăn. Hoa ăn mà OT luôn. Nếu đã biết khách mời là Ngọc Hoa rồi đó, tôi xin nhường cho Dự. Nhường luôn 300 này nè. Nuôi con Hoa đi. Nó ăn hơn cái số tiền này nữa. Đâu thôi. Ê, tôi phụ. Ai mà nuôi nổi nó. Tôi phụ 100 ngàn. Không mấy giờ tôi lấy 300 tiền gốc nha. Có biết ở nhà con Ngọc Hoa khóc hoài không? Là cái gì? Dành ăn với con. Nè, Hoa nè, mở đường đưa bình sữa. Ô, con ơi, bú bú á. Hết bình sữa mới đút cái bình sữa không vô miệng con mình đó. Ôi nóng quá, để mẹ thổi làm sao, thổi, mẹ, sao hết mẹ rút hết sữa. Ê, mà nghe nói là Ngọc Hoa có giữ 100 ngàn nha. Vậy nên mình lấy được Ngọc Hoa mình sẽ được thêm 100. Là tôi được 600. 800 hay trả lại 100 đó. Vậy chi lễ cũng bằng giữ luôn á. Nhưng mà tôi sẽ được cái sức nha. Ngọc Hoa ăn nhiều nhưng mà làm Ngọc Hoa okay. Không có chịu làm. Mà làm Ngọc Hoa okay. Không có chịu làm. Ngọc Hoa là tay không làm mà hàm vẫn nhai. Thì sao mà nuôi nổi con người đó. Giờ ai trước? Bây giờ Phát trước đi. Với cương vị lại một người cha. Chào em ha. Mấy em đừng về đội anh được không?
Please. Vậy tới tôi chèo kéo nha. Hy vọng Hoa đừng có về đội tôi. Năn nỉ đây. Qua về đội tôi cho tôi có thêm 100 ngàn tôi qua. Triệu tập hả? Khốn hồn mà về liền nha. Bé nó thích cọc cằn. Nói chuyện ngọt ngào để bị chai lì nó không nghe. Cục xúc quá đúng không? Đúng rồi. Với lại tôi biết tâm lý của Hoa. Thường cái nào mà mình yêu cầu á là Hoa sẽ làm ngược lại. Còn mà kiểu như là ra lệnh là Hoa sẽ không làm theo. Vẫn chơi chứ về nghe. Hèn ghê. Hoa ơi em ăn gì chưa? Rảnh không? Anh chở em đi ăn kem nè. Đi ăn kem nè. Hoa ơi. Dạ được rồi. Đi ăn kem nè. Hoa ơi đi ăn cơm nè. Đi ăn cơm nè. Nhìn cái tướng bạn Hoa lại biết không có thèm kem. Chỉ thích ăn cơm thôi. Tinh bột không thì không. Chết. Gửi luôn cái động nói xấu vô đây. Đang ghi âm mà gửi luôn cái động nói xấu vô đây. Biết sao những câu nãy giờ tụi mình nó thiếu sự tinh tế không? Tụi mình cũng không nhiệt tình mấy. Đâu có muốn Hoa về đội chung đâu. Hình như Hoa đang trốn một góc nào đó coi những cái tin nhắn. Ê! Ê! Cái gì trụy tim vậy? Ủa? Chưa thấy ai mời một bạn bè đi ăn mà hổn với hai đứa hết. Trời, nói chung là cũng không có muốn mời lắm. Ồ, em bé. Dùng cái thái độ đó để khách mời giận tự bỏ về đó. Mà sao con ngồi đây vậy? Chai mặt rồi. Thấy chưa? Về mày dạng cũng lớn. Ai không là mà hàm dữ nha. Thấy chưa? Nói thiệt, đứng trên lầu nghe hết rồi. Nghe cái gì? Làm bộ diễn thôi chứ thật là hai bạn muốn mời tôi về đội chứ gì. Không muốn mời mà. Trong tay tôi nắm tiền tỷ đó. Tiền tỷ nào? Cụ thể là bao nhiêu? Chương trình người ta bật mí 100 ngàn rồi. Chương trình là chương trình còn tiền riêng của tôi nữa. Nghe nó nghe nè, qua bây giờ tôi cho bạn 5 triệu bạn tự động về. Càng cho tôi càng không về. Không, anh cho em 7 triệu. Không được, em thích làm cái gì mà con đĩa mua đu bám lắm. 10 triệu. Không. Vậy thôi, chị tốn tiền vậy chơi đi. Chơi ha. Chơi đi. Phải em chọn chứ ha. Ừ, chọn đi. Bây giờ thích đời nào về đó đó còn không được về luôn. Nè, phải suy nghĩ đi. Bây giờ có em về thì mình cái menu thực đơn mình nó sẽ phong phú hơn. Mà tiền nó cũng thâm hơn em à. Em bỏ tiền cho, em giàu mà. Em hứa không? Hứa, em giàu. Bên này là 300 ngàn. 300 ngàn. Anh được bên 500. Bên này có 200. 500. Mà nó nghe có nhất thiết là phải về cái đội của người nhiều tiền không? Có. Của người nhiều tiền không? Có. Bữa nay cái món mình ăn khoan. Ngàn menu nè. Chưa đi quá. Về đậu xanh. Giả mau rồi. Về đậu đen. Em đang đeo á em ơi. Trời ơi. Giả mau rồi. Về đậu đen. Em đang đeo á em ơi. Trời ơi. Trời ơi. Giãn cảnh. Khách mời này không nên về đội tôi. Trời ơi. Ăn xong rồi quên trả tiền thấy bà nữa. Rồi xong rồi giãn cảnh. Giãn cảnh. Giãn cảnh đó người ta là lấy cái túi của mình. Đẻ xong nó vậy đó. Hay vậy. Một đẻ thì biết. Tụi tôi đẻ rồi. Ô cha, đẻ con đẻ ông huynh. Tụi anh đẻ kịch bản. Tụi tôi đẻ nợ. Em chứ em gì em nó thiết thật lắm. Em thích ai giàu giàu. Thôi em qua đội phát. Bây giờ mình khóc trên chiếc mạt. Nó cũng sung sướng hơn là mình cười trên chiếc xích lô. Đúng vậy đúng đó. Không? Sao? Ôi mình cùng lần số á. Đúng là những người giàu thường chơi với nhau. Ôi đồ nghèo. Tiền không chữa lành được chúng ta đâu. Tâm hồn mình đã thể bỏ đắp bằng tiền được. Có. Về đội tôi không? Có. Dự thua người ta tại đây rồi. Mình 500 mình thêm tiền của tôi nữa. Em có nhiều. Em có 100 thôi. Sao nãy em nói nhiều lắm. Em có tấm lòng. Hôm nãy em nói em có tiền mạng được. Ôi trời ơi tấm lòng. Dạ sao? Tấm lòng đổi tiền được không? Tiền trao mà trao mút. Không cần tiền chương trình luôn. Cống nạp liền đi rồi cho vô. Cống nạp. Cống thêm 100 nữa luôn. Đúng 100 thôi hả? 100 chương trình 100 của em nữa. Em giàu mà. Vậy đưa đây. Thế chứ. Nè. Đâu? Đưa 100 tiền em rồi đó. À. Uy tín nha. Ủa đồ nghèo của kìa cái mặt. Nói chung mà cái mặt hiện lên một chữ này kìa. Là chữ sân. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Còn nếu ăn không đủ ăn cấp nhà của hàng xóm. Thế thôi. Ra em thích ăn cái gì đó lòng lành lắm. Lành lắm. Ê cướp. Người ta là dí luôn. Không đứng nó kêu đâu. Thật ra nó tội quá. Mấy cho 100 bên này. Tội chưa xử em. Ủa. Để mình lo cho cái miệng mình trước. Mình ăn là 700 ngàn phải không? 700 ngàn. Trời ơi mình ăn mút mùa luôn không. Má này đi theo ăn xinh xinh đi chị có. Có tiền rồi vậy đâu đi chứ hử. Ngon lành. Và như vậy là Ngọc Hoa đã về với team của VTB. Chúc mừng Ngọc Hoa đã về với đội của Võ Tuấn Phát. Và đây sẽ là điểm đầu tiên khởi đầu cho hành trình khám phá thành phố với chủ đề Giới trẻ thích gì.
Hành trình của các bạn sẽ có những điểm đến và trải nghiệm thế nào thì mời các bạn tự khám phá qua phong thư từ chương trình nhé. Ủa, có làm thì mới có ăn chứ em. Ủa phải là, ủa tưởng đưa tiền là đi ăn đâu chứ. Không, anh phải trả lại. Tay không làm mà hàm những nhai là đi ra lấy cho anh. Phải làm. Đi ra lấy, đi ra lấy hành trình vô. Mặc dù bỏ 200 ngàn vô tài khoản mà vẫn phải đi hả? Có làm thì mới có ăn, có làm thì mới có ăn, có làm thì mới có ăn. Đó, 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 có dằn mặt đó, dằn mâm sáng chén đó. Có tiền mà không ai coi ra gì hết trơn á. Bằng, trời 200 ngàn cũng có quyền rồi trời. Chào mừng các bạn đến với hành trình đầu tiên của Đi Đó Đi Đây mang tên Giới Trẻ Thích Gì. Hai trẻ ở đây ai, có hai trẻ không? Có. Ở đây á. Ai chưa có gia đình là trẻ. Ai chưa có, chưa có gia đình là trẻ. Đúng rồi. Còn ai có mà gia đình có con rồi thì là trẻ làm hai. Tôi với Phát trẻ. Ủa? Còn bà là có trẻ em ở nhà rồi. Cũng hợp lý, cũng có trẻ đi. Đúng nhiều khi rồi. Mình có những cái kiến thức hiểu không? Dưới đây chính là những trải nghiệm mà các bạn cần thực hiện trong hành trình ngày hôm nay. Một. Bữa sáng ngọt ngào. Trời ơi, thấy chưa, ăn kẹo bốn mùa cả buổi đó. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Ê là nghe là thấy có năng lượng rồi đó. Có đường rồi đó. Tôi thấy đường không mà, người tôi đường không mà. Để tôi anh ăn rồi em ăn cái bill đi. Ơi. Ừ chứ sao. Ừ có tiền, anh có tiền. Số 2 là lưu giữ khoảnh khắc là ăn xong có chụp hình check-in hả? Hình, mình ăn hình thôi. Không cần ăn uống gì cái hết. Cái 3 là sắc màu tuổi thơ gặp chị Bảo Thi nè. Ủa? Gì vậy? Ngồi nơi đây không gian bao la, lũ chim đua nhau hát ca. 4 chiêu đãi. Nhưng mà có 300 ngàn là đâu ăn được con BBQ nữa. Trời ơi, ăn một cái đậu bắp nướng cũng vui nữa. Đồ nghèo. Lưu ý người chơi sẽ dùng số tiền tiêu vặt đã được ban tổ chức cung cấp để chi trả cho các trải nghiệm. Tức là không được xin xỏ nha. Trời ơi, tại sao không được xin xỏ? Có nốt vô là không xin xỏ không? Chúc các bạn có một ngày trải nghiệm làm Gen Z thật thú vị và ngập tràn niềm vui. Chúc các bạn có một ngày trải nghiệm làm Gen Z thật thú vị và ngập tràn niềm vui. Ngập tràn niềm vui mà thiếu thốn tiền bạc. Tôi vui không biết. Nghèo thì tôi có tiền mà, tôi đâu có đắt kem gì đó. Tiền nhiều chưa chắc hạnh phúc đâu nghe. Đúng, đúng. Chắc chắn khổ rồi nè. Bây giờ dân nhà giàu kiếm món có ăn gì nè. Cái vụ tính bill á là chung bill hay là tách bill? Tách bill chứ. Tôi không có cần bàn. Chung. Trời ơi, tôi không có cần chung mà tách ra đi. Tách ra đi. Trời ơi, đừng có chiếc thứ trịch thượng ăn trên người. Qua đây, qua đây, qua đây, ngồi kế đây. Trời ơi, không bao giờ có con người nào mà ăn trên người trước trịch thượng. Trời đất ơi, mới ra dẻ giàu bao nhiêu mà ra dẻ với 70 chứ gọi là lành không. Đây, có đâu mà ra dẻ dữ vậy. Cuộc đời này á ăn cơm đủ ăn, về mặc vừa đủ mặc thôi. Trời ơi, ăn ăn ngon mặc đủ rồi cần gì mà hả ăn mặc ăn chăn ấm đệm êm quá trời vậy. Trời đất ơi, đủ để hai người ăn hiếp một người quá trời. Đất là không bao giờ mà có khỏe trơn trời á. Chị bao đi chị dễ thương đó. Tôi thấy cuộc đời của chị là rộng lượng, hào quang phản chiếu luôn á. Mời nè. Phục vụ ơi. Tiểu nhị ơi. Thấy chưa, thấy cái nghèo đói chưa? Em ơi. Thấy chưa, thấy người giàu kêu cái ra liền không? Người có tiền chưa? Ờ, chào em. Ờ, anh muốn có một cái bữa sáng ngọt ngào á, em có thể tư vấn giúp anh chị được không? Dạ bên em, hiện tại nhà hàng bên em đừng có những cái món Wow. Anh bên không có tiền đâu, đừng bận vụ. Ôi, bữa sáng ngọt ngào kêu cho nó ấm êm ngọt ngào lên. Cho anh một ly đường phèn đi cưng. Cho anh một ly đường phèn, đường phèn đi cưng. Mình có 700, mình ăn chia ra, bây giờ mình tự giác này 26. Ôi, kêu nãy giờ có tiền mà cũng phân vân quá vậy. Có món nào khoảng 25 không bạn? Có món nào khoảng 25 không bạn? Không được. 155 trở lên. Cái quán chị Việt Hương mà sao đồ mắc vậy? Tôi sẽ gọi chị Việt Hương nói tại sao cái quán toàn đồ mắc không vậy? Em đợi xíu nha, anh làm việc với chủ không em. Không biết á, trong túi ít tiền chị Hương có nghe máy không nữa. Bây giờ chủ quán em không bắt máy rồi giờ sao? Người ta đang ngủ. Mới sáng sớm mà 9 giờ rưỡi mà còn ngủ. Đủ cải mà, người ta phải ngủ chứ. Ôi ngon nè, trà giải nhiệt thanh long đồ này nè, nhìn nó hấp dẫn sáng cho. Sáng sớm uống nước vậy đó hả? Em khát nước quá rồi. Đừng, đừng. À, trà đá nhiêu ly cưng? Nghèo chưa? Có nước lọc đá hả? Cái đó ơi, có, đó có tốn tiền. Mày đúng chủ đề ngọt ngào. Không có tốn tiền. À, cho em một ly nước lọc đá cho anh thêm muỗng đường nữa nha chứ. Mày đúng chủ đề ngọt ngào. À, cho em một ly nước lọc đá cho anh thêm muỗng đường nữa nha chứ. Không, em đừng phục vụ vậy. Đúng đồ chịu mất vậy. Ủa quán người ta được phép mà. Ai trả lương cho em? Mét Dương nè, em bán chị Mét Dương. Ủa? Ủa? Thôi kìa, một cái mang trong 800 ngàn.
thanh lòng. 85.000 lận á, có chú có tiền không? Cho anh cái trà hoa. Hoa nào? Hoa Atiso. Ít ngọt. Alo, chị Việt Hương hả chị? Xạo. Em đang có Sugar Town nè chị. Mở là lớn lên coi. Dạ. Xạo. À là em được quyền kêu món 100.000 mà không tính tiền luôn hả chị? Dạ. Chị Hương nói là 100. Mở lớn lên. Chị Hương không thể nói chuyện mở công là này. Tôi cũng có số chị Hương mà. Gọi đi. Ủa? Kiểm chứng đi. Nếu có nhu cầu thì gọi giùm chứ gọi đây giờ chưa nghe nè. Em cho anh cái đó trước đi. Trời ơi, đâu bắt máy đâu mà đặt cho cái đó trước đi nữa. Bên kia rồi, thôi em thấy rồi đó. Mất đá chạy đường không à. Em ơi, đừng phục vụ. Em di dời cái thân thể mình qua đây để mình tiếp cái vị khách. Như cũ nãy lúc anh nãy anh kêu đi cưng. Nước lọc và một muỗng đường. Cái đó là cái món ăn kèm của anh cho ngọt ngào. Còn lại để cho anh thêm một Americano đá nhé. Đúng cho tỉnh người anh ra một cái chiến đấu ngày hôm nay. Cold Americano. Cold Americano. Yeah, no hot nha, I don't like hot. Còn lại là cho anh thêm một Americano đá. Cold Americano. Yeah, no hot nha, I don't like hot. Là cà phê đá đó. Nói đại cà phê đá đi. I don't wanna say cold Americano. Mới học á, mới học làm giàu nói gì đó. I can't drink now. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Ok, help me please. I don't have money. Quê chưa? Yes, thank bé you. Bé order mà đổ một hộp luôn. Tại sao không phải là bên này trước? Em ơi, tụi chị kêu 2 ly là phải ưu tiên chứ sao em ưu tiên. Bên này cũng 2 ly vậy. Sorry. Sugar waiter, please. Làm sao vậy? Lập mẹ mày đặt đó với tiếng Anh. Lần đầu tiên đi nước ngoài rồi về quên tiếng Việt. Mà tiếng Anh không biết. Mà tiếng Anh không biết, không biết, không biết, không biết. Oh, thank you. Em tên gì? Nam. Cái nước đường đó là của anh phải không cưng? Để anh báo chị Hương, bé Nam không, nha. Nước bên ta uống bé bên này. Bé Nam nha chị Hương. Bé Nam, đổi nước ép dần. Bé Nam cho chị bé Nam. Ừ, cảm ơn em. Thấy chưa, thấy thương không? Cố tình đi 2 lần vậy, đi để ngắm được 2 lần thấy không? Hoa. Hả? Bình thường là em đi cà phê á, thì em thích đi những cái chỗ nào? Ôi, cái người như thế thì chỉ pha phim ngồi trước cửa nhà mình thôi. Chứ làm gì ra quán cà phê. Em thích đi coi phim. Người ta đang hỏi uống cà phê ở đâu tiền kiếm đi coi phim. Không thích uống cà phê. Không thích uống cà phê. Đúng rồi. Không thích ngồi tán gẫu này đi nọ. Đi nhậu. Ôi trời ơi, gái ăn... gái có con chỉ thích đi nhậu. Hèn gì không có sữa cho con bú. Không, mỗi lần cho con bú là đứa con nó xỉn trước. À, bưng nước là bạn nam, tính tiền là bạn nữ. Excuse me, I only order Americano. I know tính tiền cho 2 ly còn lại. Của tôi là 65.000. Nhưng mà cái tiền VAT đó là mình... Ê, có thuế nữa. Có thuế nữa. Cái tiền nó vô. Đâu, thuế đâu, thuế là gì? Thuế là tới 10... 15.960 đồng. Ai uống ít hơn rồi đó phải mua đó. No, 65.000 thêm 5.000 thuế là 70. Thôi cho dự 30 thôi nhé. Cảm ơn. Của mình là 2 ly nè. Của tôi là 70 ly rồi. Ly này là 60. Ly này là 65. Cộng thêm 10.000 tiền thuế nữa. 125 với thêm 10.000 tiền thuế nữa. Là 135. 135. 135 đưa 200, nhớ thối nha. Trời ơi, nhỏ nhà có tiền mà sao nhớ thối hay vậy? Chẳng tiếp theo của mình là lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng mà chụp hình ở đâu? Chỗ nào mà giới trẻ hay đi đông đông đi. Đúng rồi, ngày xưa là người ta hay đi chụp hình ở là chợ Bến Thành nè. Bưu điện thành phố. Bưu điện thành phố. Có một cái Bưu chỗ điện. Nữa. Có chỗ mà cái bến xe buýt đó. Nhà thờ Đức Bà. Gần Bến Thành đó. Cà phê Bệt, nhà thờ Đức Bà. Đúng rồi. Tôi là cận Gen Z tôi biết nè. Thấy là cận thị thôi, cận thị thôi, cận thị thôi. Với tỉnh khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Chứ không phải cận cái gì. Xin nói gì, xin nói gì. Nói lại cái nói gì, nói gì. Thôi bây giờ mình thống nhất, mình biểu quyết đi. Tôi thích là chụp kiểu nhí ảnh Hàn Quốc. Nhí ảnh Hàn Quốc thì phải bay qua Korean chụp. Mình giả hàng thôi. Kiểu là apart, sao đó ha. Ở đâu mà Hàn Quốc được? Đây mình có chứ. Đó, biết chỗ họ. Biết, bây giờ anh sẽ book xe. Cảm ơn em. Vô của mình á, vô của mình. Của mình là liêm sĩ là ở Úc này nè. Tôi là tôi công bằng, tôi 70, tôi lấy lại 30 thôi. Phải 70 không?
từ đi. 65 với 5.000 thuế là 70 đúng không? Thôi kệ, mình có tiền mà. Đàng hoàng vậy thôi chứ. Mình tràn cái tiền thuế đó luôn. Thật ra mình bo giữ mấy trăm đồng á. Em có tiếp cho nhân viên không? Không có, hôm nay em nghèo lắm. Trời ơi, sao không tiếp vậy? Bữa khác tiếp đi hôm nay nè. Sao không tiếp nhân viên, hành hạ người ta xin đủ thứ, tôi tiếp 10.000 cho nhân viên. Thì thôi tôi hai tôi tiếp 5.000. 10.000. Đó, 5.000 là 15 đủ rồi. 15. Đó, phải đàng hoàng không? Tôi nhà giàu mà vẫn tiếp có 5.000. Nhờ vậy mới giàu. Giờ bút nè, coi nhiêu tiền chia liền đi. Anh có cái gọi là cái mã giảm giá. Nhưng mà mình nạp giảm cho mình thôi. Đúng rồi, làm lấy giá gốc. Làm đi đâu? Đi tới chỗ chụp hình. Chỗ chụp hình chỗ bác sĩ nè. Có hình thì mới quét mã được. Xe tới rồi, lẹ quá. Áp gì này là áp gì mà hay dữ vậy? Trời ơi, đúng là có tiền mà vô tri. Đi, xe tới rồi. Uống đi thôi. Em ơi, cho anh mượn cái ly bữa nào. Bữa nào anh chả. Nào đủ duyên anh ghé anh chả. Chứ uống chưa hết rồi giờ. Ôi ôi, vào mà phung phí. Kệ có uống đi. Nhờ có chương trình này cũng hay ha. Mình vừa được đi làm, vừa được đi trải nghiệm. Đi ăn đi chơi. Đi chơi, kết nối với đồng nghiệp. Chính quyền của nói chung ham chơi, nó đại đi. Chơi được đi được kêu. Vậy không chính chuyên là vừa đi chơi, vừa có được tiền. Được chơi, được chơi kiếm tiền, đi qua kiếm tiền được đi chơi. Đi chơi mà, ta thuê mình đi chơi. Nó nghe, nhớ hồi xưa cái thời mình đi học á. Cấp 2, cấp 3 có mấy cái tiệm chụp hình Hàn Quốc không? Có. Chèn hoa, chèn lá, chèn hoa, rồi chèn gấu rồi. Vô hết trơn á. Nó nhỏ nè. Đó, chụp hình Hàn Quốc xong vẽ vô mấy nhóm bạn, nhất là cái lúc mà chia tay từ cấp này qua cấp kia. Mà chụp ở đâu? Có đó? Trong trung tâm thương mại hả? Không biết, ở ngoài đường có. Ngoài lề đường mấy cái nhà như vậy nè, mở tiệm chụp hình Hàn Quốc. Đúng rồi, ra là chụp hình Hàn Quốc luôn. Có lựa catalo nữa. Có, lựa cái khung á. Lựa khung ảnh á. Mà sau này mới biết cái đó là điện thoại lên mạng làm được mà. Ngày xưa rằng thì có mấy cái app đó. Vô chèn đẹp lắm, chèn bướm, chèn hoa, chèn lá, rồi chèn công chúa hoàng tử, chèn gấu, vô khung hình đẹp lắm. Chèn ép mình không? đây, tới rồi, cả nhà ơi, mình tới rồi. Bây giờ là Phát, Vinh Dự và Ngọc Hoa sẽ vào trong cùng với tất cả mọi người lưu giữ những khoảnh khắc. Cho mình hỏi là mấy cái này là mình chỉ cần bỏ tiền ra mình mua một cái gói gì để chụp hình, là mình muốn lựa gì mình lựa. Trong gói chụp của tụi em á là chị có thể lựa thoải mái cái phụ kiện ở đây rồi. Nên là mình cứ lựa bao nhiêu phụ kiện mình muốn cũng được. Sao hay vẽ cho tốn tiền quá. Sao hay vẽ cho tốn tiền quá. Chụp là được. Thế hỏi chứ lỡ đụng vô cái tính tiền thì quê, không có tiền trả quê nữa. Đấy, anh bắt đầu tin tưởng em rồi đó. Phải hỏi trước cái gì nó có rào giá hay không, đúng không? Bây giờ mình mua cái gói xong rồi vô đây muốn chụp là muốn lấy cái gì cũng được, chụp đầu chụp cái. Dạ, gói gì em? Cái gói chụp à, tôi... cái gói vô đây ngủ chứ phải gói. Vậy cái gói đó nhiêu tiền em? Dạ em có hai khung ảnh. Hai khung nhỏ sẽ là 60 và khung lớn sẽ là 80 cho hai tấm. Vậy thì mình chọn khung nhỏ ra. Nghèo mình chị không có tiền. Chị giàu. Khung lớn với chị. Khung tại, lớn ha, tại mình là khung nhỏ là không vừa. Không vừa. Một mình em là gần một khung rồi. Khung lớn đi thì mình có lời hơn, mình hai người thì mình lấy khung lớn đi, tại mình có 700.000 lận mà. Có 700.000, 700.000 lận mà. Dạ. Nhưng mà em lại thích khung nhỏ hơn, thích tình cảm hơn. Trời lắm. Mình đang xen vào nhau. Qua quyền lấy nhau. Đúng rồi, chứ bự quá xa cách. Thôi keo kiệt, nó đại keo kiệt làm màu. Keo gì keo?
không có tiền với bạn á mới gọi là khung nhỏ, chứ bạn đâu dám bỏ tiền khung lớn. Những cái này mình hay vui vui thôi, còn mình để mấy tiền nhiều như mình ăn uống đồ vô. Sao là người ta nhìn ra biết mặt mình là được. Đúng rồi, hợp lý. Tụi thì anh chọn là gói 60 ngàn. Gói 60 ngàn. Dạ, okay. Còn cái này thì chị cũng biết, chị không có chơi chung đẳng cấp với chị qua đây. Mình thì 80 thì mình không thích, mình thích 60. Thích thì lại cho phải có tiền đúng không? Dạ 60. Rồi vậy cho chị hai gói đi. Dạ chị cứ lựa phụ kiện trước đi. Còn khi nào mình vô phòng chụp á thì nó sẽ hiện ở trên máy mình chọn. Bạn ơi, mình góp ý này, cái là mình để chỗ cái phần bọc mặt eo của bạn này á. Nó không phải là thịt đâu. Bạn hay để như vậy đụng đồ để ba ăn cấp độ. Một lát coi chừng nơ mất kiếm đồ là không còn cái nào á, cẩn thận nha. Nhưng mà anh nghĩ là chương trình không có dễ gì đâu, không có đơn giản gì đâu. Quá đơn giản, đời ta mình nghĩ phức tạp, đời phức tạp đời mình khổ. Chào mừng các bạn đã đến với chặng tiếp theo là lưu giữ khoảnh khắc. Tại đây các bạn cũng sẽ có những thử thách và nhiệm vụ thú vị. Thấy chưa, đâu có dễ lựa đâu. Đời đơn giản, đời khổ hơn. Nhiệm vụ mà hai đội sẽ phải thực hiện như sau. Tại không gian này đã có những đạo cụ hỗ trợ cho việc chụp hình. Lần lượt từng đội sẽ bị bịt mắt lại. Đội còn lại phải tìm kiếm và lựa chọn 3 món đạo cụ bất kỳ cho đối thủ của mình. Sau đó, bạn trở lại đứng sau lưng người chơi bịt mắt. Người bị bịt mắt sẽ phải chọn phụ kiện bên tay trái hoặc bên tay phải của người chơi ở phía sau lưng. Sau lượt chơi này, hai đội sẽ thay phiên nhau chụp hình theo chủ đề chương trình đã chuẩn bị cùng tất cả đạo cụ mà mình đã chọn. Minh Dự là người sẽ thực hiện thử thách trước do bạn đã thua Võ Tấn Phát ở trò chơi tiền tiêu vặt. Trời, tôi quay lưng nè, tôi quay lưng nè, đó. Đúng rồi, quay lưng đi, đúng rồi. Sao mà sống quay lưng với khán giả vậy? Khán giả cho mình ngày hôm nay mà. Tôi không quay lưng với khán giả. Tôi quay lưng với đối thủ của tôi. Dạ, ở phía trong á tụi em còn cái khu vực để tủ phụ kiện đó nha, mình có thể vào phòng về trong mình lựa nha. Ok. Dạ đúng rồi, phía đó đó. Vậy cái này mình rủ sao đi, mình vô trong trước. Thường cái nào đẹp. Nhưng mà ở trong đó có camera không em? Lại ăn cắp đồ nữa đó. Quay qua đi, không có được. Rồi, giờ nhìn đường nhìn xá đỡ nha. Đếm xe đi. Đúng đó nha, không có mở mắt qua đây nha. Trời, không mở mắt qua đây làm sao? Ý là không có quay lại đây nha. Nó chơi rõ ràng này, số mấy? Số trời đã định tuyến đây. Khá lắm. Thích màu gì? Thích màu mè. Ok, tôi sẽ cho màu mè. Màu nước mắt. Người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Màu mè là màu mè đen á nha. What? Chứ không phải màu đặc sắc đâu đó. Từ lẹ lẹ đi nè. Có 3 món à. Gì? Thì từ từ cũng phải tới nơi rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Con cái đó đàng hoàng lắm quá. Yên tâm đi, cái gì giác lên người tôi cũng đẹp hết trơn á, không có hại tôi được đâu. Có đâu. Đừng có ráng lửa cái xấu. Có những cái nó kỳ lắm, đưa người nó kỳ lắm. Quá lâu rồi. Đừng giận chứ. Ăn cắp đúng không? Quá. Đứng yên đó. Đứng im nha. Bịt mắt lại. Đang nhắm mắt rồi. Không. Có máy quay thấy tôi nhắm mắt. Đời này không có tin ai hết. Bây giờ đưa sau lưng tôi tự chọn tay trái hay phải thôi. Cái gì vậy? Tôi đeo kiến rồi, bịt mắt tôi chi? Rồi bây giờ một món thứ nhất nha. Món đầu tiên nha. Bây giờ không có tay trái tay phải, có qua với phát thôi. Kêu tên đứa nào dính đứa đó. Rồi. Qua. Qua. Rồi để qua một bên. Rồi này, qua hay phát? Qua. Qua. Rồi. Qua hay phát? Phát. Ok. Giờ bạn quay mặt lại, bạn coi bạn lựa đồ nè. Cái món gì nào ghê quay vậy? Bác giống nhau á. Cái này trang trí chứ buka. Dễ thương mà. Thôi. Cái này phải thôi gì mà thôi, bạn chọn chứ ai chọn đâu. Người ta thấm. Cho cái đem này vô bắt cơm xuống ăn cái gì. Được. Ngay bây giờ xin được mời Minh Dự sẽ lựa chọn đạo cụ cho đội của Võ Tấn Phát và Ngọc Hoa. Hai người ra đây cho tôi lựa lại. Quay mặt đi. Ui ba, cái đồ nít trẻ con. Người yêu cho mình mà tới giờ còn lựa không được. Người yêu cho mình mà tới giờ lựa không được. Đồ. Người đau quá vậy Phát. Đau chứ, mình dự ế là coi như là ế lâu năm lắm rồi đó. Phát cũng ngang ngửa, đâu có thua kém gì. Mày có chồng rồi. Muốn nói gì nói. Nói chứ, có chồng rồi mà. Phải cô đơn cô chiếc đâu mà lo. Cây tươi như. Tôi thắc mắc nha. Tôi thắc mắc con mèo này nó quắc gì, khách có vô không? Quay lưng đi.
nhắm mắt kìa, bạn kêu kìa, tôn trọng bạn đi. Em nhắm mắt thôi mà, đâu phải là bị ủa? Công an ập vô bắt đâu. Nóng phát hiện hai đối tượng cực kỳ nguy hiểm đang có ý định nhìn trộm đội bạn. Cộng đồng mạng hiện tại đang chia sẻ đoạn clip ghi hình lại hai đối tượng có ý định nhìn trộm đội bạn. Lâu quá vậy. Lâu quá. Nhanh đi tôi hí à. Hí là gì? Ủa nãy giờ nhắm mắt hả? Ủa đâu có nhắm mắt đâu, có nhìn gì thấy đâu. Anh đâu có nhắm đâu. Nè Dự ơi. Hả? Thấy rồi, thấy cái chân đẹp hơn, thấy cái chân đẹp hơn. Tôi đâu có ăn vàng đâu, mắt đâu có lâu gì đâu. Tới trái hay tới phải? Không, đứng nào trước, đứng trước. Qua trước. Rồi, tay tay trái đi. Đây. Ra riêng hả? Em nói lại nó luôn. Tiếp tục trái phải. Trái luôn. Phải. Cũng dễ thương nè. Quá dễ thương mà. Trái hay phải? Trái luôn. Đây. Trái đây. Trời ơi, cũng cùng màu nè. Trái hay phải? Chính tả tôi còn sai thì làm sao phân biệt được phải trái. Bạc tay nghe. Tay giữa. Phải giữa luôn. Ê, kinh xếp coi. Cua với heo. Cua lắm. Chủ đề mà đội của Võ Tấn Phát và Ngọc Hoa phải thực hiện. Nông trại vui vẻ. Tổng giám đốc gia trưởng mới lo được cho em. Chủ đề của Minh Dự. Nam chính ngôn tình. Giờ cái này nữ chính ngôn tình được cái nam chính gì trời. Làm được nam chính mới hay. Thôi ráng đi. Không ráng. Làm thì người ta nói yêu nghề thôi chứ gì đâu. Ráng dòng phút này đi, khán giả yêu thương ủng hộ cho. Rồi bây đi. Giờ mình là chủ cái gì? Chủ tịch mới lo được cho em. Gia trưởng. Gia trưởng phải không? Nhưng mà anh là gia trưởng thì bình thường quá rồi. Để em gia trưởng cho. Mình đảo vai cho nhau đi. Uh-huh. Em là gia trưởng đi. Uh-huh. Diễn nét gia trưởng nha, đừng có diễn nét gia súc nha. Diễn nét gia trưởng nha, đừng có diễn nét gia súc nha. Hóa thân con heo rồi đó. Em là con heo ba mà. Heo ba là gia súc mới lo được chứ. Bây giờ đụng em này vô. À bây giờ là gia trưởng chở vợ đi đẻ. Chủ tịch dẫn vợ đi đẻ. Dẫn vợ đi đẻ. Rồi. Rồi. Ok. Đúng chưa? Ok. Anh sao chưa diễn mà anh gia trưởng quá rồi. Nhanh đi anh nôn chụp lắm đẻ, rồi. Là đi chụp ít quang rồi mất kiến. Đi chụp ít quang nhanh lên em ơi. Đi đẻ mới là cái máy quạt đi đẻ. Nè cho mẹ con người ta đẻ rồi, rồi đẻ không cầm bình thủy cầm quạt gì bộ mình diễn có máy lạnh nè. Rồi đây là ai? Tôi là điều dưỡng. Nhân vật gì trong cuộc đời? Tôi là nữ điều dưỡng. Cho hỏi là vợ chồng đi đâu? Đi đẻ. Đi đẻ tại sao vô đây chỗ chụp hình mà. Vô chụp ít quang cái coi đẻ được không? Đẻ mà chụp ít quang mới đi siêu âm chứ. Đúng đúng. Cho hỏi đây là cái gì? Tôi là điều dưỡng. Sao không biết điều gì chứ vậy? Ừ. Trời ơi, tao chắc đi đẻ rồi. Đi mình cho tên. Đi kìa. Đóng tiền chưa? Đóng cái gì đẻ xong đi rồi tính. Vô đây mới đóng nè. Cái thằng nghe ngược. Lẹ lẹ nghe tôi canh ngoài này đó nghe. Đúng ở trong kìa. Đá trong cái gì vậy? Em có bầu mà. Bầu bầu chứ nhanh nhanh. Chủ tịch còn nhiều công chuyện lắm. Chủ tịch thì để nhân viên giải quyết đi. Anh phải lo cho em chứ. Đẻ chứ không có nói chuyện nha. Cái con điều dưỡng này từ từ người ta chụp hình cái. Ta đẻ bây giờ ta la đi chứ. Anh ơi. Sao bây giờ nè. Mình có hai bước. Mà mình chụp một cái trước khi đẻ và sau khi đẻ nha. Đúng rồi. Anh thấy giờ đẹp rồi đó. Được không anh chủ tịch? Được anh nói được rồi được. Đừng hỏi nhiều anh đánh á. Đừng hỏi nhiều anh đánh á. Tìm coi. Đừng nghe được rồi. Gói này là gói nhiêu em? Hả? Gói 60 của em. Ủa sao mình đạt chủ tịch mà. Trời ơi đẻ mà nghèo nàn chọn cái 60. Trời ơi anh sao ơi. Sao nó kỳ thế? Em đã lầm rồi. Gì? Ngày xưa quen em á anh nói anh là tổng tài. Có bầu rồi tôi mới biết anh là tổng đài. Bấm cho anh coi tay anh nhắn anh bấm được nhanh lên ta đánh bây giờ. Con nhỏ cho anh coi nhanh lên tay chân nhanh lẹn lên có anh bầu ơi, mà có đi liền có một lần mình chụp khung lớn đi cho không con nhỏ thôi anh có 60 rồi con đứa buồn 20 chủ tịch gì mà keo dữ vậy trời chị già hẹn giờ đi cưng hẹn giờ hả em muốn điều khiển từ không anh đánh đó bấm hẹn trời giờ trời ơi đẻ mà cũng hẹn giờ đánh lên anh gia trưởng quá bấm hẹn giờ
bị cọc lắm. Anh ơi, khúc này là có tiền mới được. Có tê anh cho em sống chục nhanh lên, bước vào. Đóng vô cái cống nạp tiền nhanh lên. Anh ơi, cái này là cổng nạp tiền. Quá trời lâu. Cho anh nhìn ra cái cống nạp tiền. Cổng nạp tiền. Nghe nó tự nguyện lắm, còn cống nạp nghe nó ép buộc lắm. Cái này là gì không? Xuất ra. Nạp ra. Cái gì mà có xuất ở trọng nữa. Xuất ảnh. Cổng xuất ảnh. Chứ không phải là cổng xuất cảnh nha. Không phải cấm xuất cảnh hả? Ủa? Nó chê. Nó chê. Ê, một tiền một tờ rồi. Nó chê rồi. Trời ơi, tiền mà chê là nghèo nha con. Em ơi, em không bấm gì tiếp theo sao mà bỏ vô tiền được. Hàng gì tiền nó nhè ra. Dạ, em xin lỗi. Con này tết. Nó mấy cái quá. Nhanh lên, đứng lên. Không có đánh lộn trong phòng đẻ. Nhấn vào, em có đọc không? Trời, con này đánh có một cái nữa. Thì anh bấm giùm em đi. Không được. Em có bầu. Anh là tổng tài mà sao mà chụp bấm một lần. Thôi được rồi, kia được. Bắt đầu. Được. Bắt đầu chụp ảnh chưa em bấm. Em đẹp chưa? Tấm đầu tiên. Lên cầm cái máy quạt lên. Nó nói cái gì? Dám la tao, mày la tao không? Ủa quên, nghi nghĩ. Tổng tài gì kỳ vậy? Quên. Đó là tổng tài rồi. Mình đeo kính kia bác. Cho con mình miếng quạt coi, trở lên đây. Nướng con mình đi. Cái đầu ở đâu? Đầu ở đâu rồi? Con mình đỏ hỏn. Tổng tài thôi, bằng làm tổng tài thôi, còn bằng nghiêm coi, bằng đẹp coi, chụp đẹp đẹp trai cái coi. Đó. Wow, được rồi kìa. Trời ơi, dễ thương quá nè. Cái gì vậy thương quá? Rồi, hoàn thành nha. Xuất cảnh. Ông nhẹ thôi em. Ủa, ban tổ chức ơi, hết giờ đẻ lâu rồi. Nè, đang xuất cảnh. Ủa? Sao vẫn còn trong phòng đó vậy? Hết giờ. Lửa, từ từ. Hết giờ. Lửa đã. Đi ra. Lửa. Này dễ thương coi. Được mấy tấm. Lúc nào cũng dễ thương hết trơn á. Lúc này dễ thương nè. Rồi, dễ bốn tấm nè. Ừ, rồi, hoàn thành. Xuất. Ủa, cô y tá diễn vô coi sao chụp x quang vậy cha? Đi ra ngoài, tôi đi hướng vợ chồng người ta. Đã đẻ xong chưa? Mày chắc gì đúng rồi, thì ra. Đi. Đi ra. Chưa có lấy hình. Không, đưa tôi đưa hình cho. Lấy hình ra. Đi ra. Con. Đi ra. Chưa đẻ. Con. Đi ra. Quá lâu chưa một cuộc đẻ. Phải có hình cho con, tôi đưa bác sĩ khám. Đây. Đâu, con tôi đâu? Đây, con các người đây. Mình ơi. Điên vừa thôi. Dễ thương mà. Quy tá của coi dễ thương mà. Đẹp quá nè. Đây tấm hình không có chút gì đẹp đẽ hết. Cái hình này là có một cái kịch bản, đường dây kịch bản luôn. Tới tôi làm nam chính ngôn tình. Ủa? Nam chính sao mà đi cái bộ của nó rất là nữ vậy? Hả? Anh quy tá rồi mới được. Cho truyền nữ phụ. Bấm chụp nè. Ô, khúc ảnh nhỏ nè. Làm gì dám chụp ảnh lớn. Hồi nãy tôi chọn A rồi đó. Chọn B. Đúng rồi, biết điều đi. Nãy bạn chọn hẹn giờ hay điều khiển từ xa? Hẹn giờ. Me too. Ủa, sao không chọn khác đi? Tại sao? Còn nhét tiền vô. Trời ơi, phải chỉ. Cái đó là chỗ lấy hình. Đang chê tiền tôi. Đây là đồng tiền dơ bẩn. Cái con cổng nạp tiền này 10.000 lấy không? Tao quýnh nè. Ừ. Lấy nó lấy. 10.000 nó lấy. 10.000 thì lấy. Nó phải theo thứ tự lớp lan. Tiền đó. Nhỏ trước. Ăn vô. Rồi ăn rồi. Bé nó sợ. Vậy phải từ từ. Đó. Bắt bấm đầu chụp nha. Nghe vụ kiện vô. Đeo cái đó vô mới chụp được. Nhìn sang ghê á. Sang bên kia thế giới. Ê, ngôn tình nha. Ê, biết ngôn tình là gì không? Cơ địa rồi. Trời ơi, ngôn tình kìa. Ủa, đeo cái này không làm trái tim được. Được, làm trái tim được. Cái tim nó thiếu à. Nữa kìa, chọc ghẹo hoài ha. Vậy là ngôn tình đó hả? Rồi bây giờ là mình đang là nữ ủa lộn, nam chính ngôn tình mới bị chia tay, rảo những cái bước cô đơn ở trên mùa đông lạnh giá Hàn Quốc. Trời ơi,
Rồi, hoàn thành. Khoan, đi. Ghê. Tao tao coi với. Đâu, coi ngôn tình coi. Coi nhanh tay. Nè, ngôn tình nè mọi người. Thôi tội nghiệp quá à. Mà cô bé chọn cái khung là khen đi. Ủa, tôi sợ chưa đủ ngôn tình, chọn có đường vô muốn gì nữa. Sugar candy đó. Trời ơi, ngậm mà có cái hàm răng ngậm kìa. Cái này giống hồi xưa mà bị phạt cô bắt ngậm thước á. Không, nói chung là bây giờ á, ngoài cái sự buồn cười của những tấm hình này ra thì á, xin đính chính là không phải chỉ có Gen Z bây giờ mới vô những tiệc chụp hình dày để chụp. Hồi xưa á, bọn Dự á, với bạn bè những năm lớp 8, 9 giờ chuyển lên lớp 10 á, từng có rất nhiều tiệm chụp hình Hàn Quốc ở xung quanh trường học. Mình thấy là ngày xưa đâu có tân tiến như bây giờ. Không có tân tiến. Công nghệ càng đơn giản thì mình càng dễ vui. Hồi xưa nhớ còn set up cái máy chụp phải không Quang? Đúng rồi, set up. Tôi nhớ là lâu lắm rồi. Còn set up còn phải có catalog để lựa cái khung nữa cơ. Lựa khung nguyên một cuốn catalog dày vui vậy nè. Mà tôi mất cả nửa tiếng đồng hồ để lựa khung á. Một lần chụp là bao nhiêu tiền? Ôi lâu quá. Tại anh ở quê không có mấy cái đó. 10 hay 20 ngàn lâu quá. 10 20 ngàn là được bao nhiêu tấm? Đúng rồi, được mấy tấm à. Bọn trẻ thành phố thật là sung sướng. Nó vui lắm. Vui. Cho nên là cảm ơn cái thử thách này. Ngoài trừ cái việc mà buồn cười của những tấm ảnh ra đó thì gợi nhớ là một cái thời mà cấp 2, cấp 3 từng có những cái trend chụp hình Hàn Quốc. Vậy là cười xong cái mình buồn. Mình nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Không, mình mình nhớ hồi xưa có nhắc ghệ đi chụp hình Hàn Quốc không? Có. Hồi xưa không qua tuổi học trò không có ai để quen hết á. Tới bây giờ cũng vậy mà. Ủa. Tới bây giờ cũng vậy mà làm. Đây cũng vậy mà đâu làm như hạnh phúc lắm vậy. Ở đây về đã sao buồn? Sao buồn? Cảm thấy buồn. Giờ có đen quen ai không? Có không? Quen với cô. Cô gì? Cô đơn. Trời ơi. Nhân chương trình này thì ai có muốn tìm hiểu phát cái dự thì cứ mạnh dạn đăng ký. Hai này nó ế mãn đời rồi. Dạ mọi người gửi CV lắm. Về email nha. Võ Tấn Phát 5991@gmail.com. Dạ. Thôi, bỏ qua cái đi làm ơn làm phước. Bây giờ cái này là thắng hay thua? Bây giờ là chưa. Dạ cộng đồng mạng đi. Chưa cộng đồng mạng vô cuộc đi. Chưa có phần thắng bại ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua điểm thứ 3. Ừ, là gì quên rồi. Là sắc màu tuổi thơ. Là nhà chị Bảo Thi. Qua làm gì Bảo Thi hả? Ngồi nơi đây không gian bao la. Bảo Thi xe phần thắc bại. Thật ra giờ chị cũng có gia đình rồi đó. Chị không có rảnh mà ngồi để mà phân thắng bại những cái tấm hình vô tri gì đâu. Nhưng mà đoán coi sắc màu tuổi thơ là gì? Là có nhiều màu đi. Sắc màu là chắc chắn thì phải có màu rồi. Khi nhà bánh thơ là phải. Ừ, cũng có nhiều màu nha. Nè, nói chung là bây giờ di chuyển qua điểm thứ 3 nha mọi người. Sắc màu tuổi thơ. Chúng tôi thắc mắc quá đó, địa điểm gì giờ? Bạn nhờ khách ở bên đó thì người ta chấm điểm giùm mình. Ok. Ai có địa điểm của sắc màu tuổi thơ bút xe đi đi. Cái gì vậy? Màu tuổi thơ bút xe đi đi. Cái gì vậy? Xỉu rồi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Ai bút giùm đi. Thôi, hồi nãy cái máy nó quen ai người đó bút luôn đi. Ủa, là mình trả tiền nó đó hả? Tính sao đi. Không được, không có thế xỉu. Thôi tôi đi về. Ai còn tỉnh bút xe đi. Ai còn tỉnh đi. Cái tôi xỉu rồi. Hồi nãy mình trả tiền. Đúng rồi. Hồi nãy tôi trả được một và kéo được hai đi. Nhanh lên. Kéo rồi vậy. Nhờ cộng đồng mạng bút giùm để tôi chết đứng rồi. Tôi làm từ hải rồi. Thôi được rồi. Ê, đứa nào không bạn giảm giá làm đi. Đây. Bao rẻ hả? Bao rẻ. Bao rẻ là nhiều. Cái chuyến này nhiều, nhớ cộng lại nha. Giảm được 30 lần đó. Ê mắc cười quá à. Bao nhiêu tiền bấm vô xí nữa cộng lại chia cho nó. Hình này dễ thương, hình này kỳ quá vậy. Tiền bạc em nhớ nha Hoa. Em nhớ hết, phải nói cho em đúng giá tiền. Đi. Đúng hồi xưa luôn á. Ừ. Dữ này hồi xưa nè dữ. Dạ, chào bạn. Sắc màu tuổi thơ là đây nè. Wow. Ủa, thấy có len nữa nè. Wow, phát. Đúng rồi. Tuổi thơ. Ê, mình đang len hả? Đẹp quá à. Với một không gian đầy màu sắc thế này, thì nhiệm vụ gì sẽ chờ đợi cả hai đội ở phía trước? Hãy cùng đón xem kết quả ở tập tiếp theo, phát sóng lúc 20h20, thứ năm ngày 25 tháng 4. Rap, siêu ứng dụng đa dịch vụ.
đâu nha. Cái gì vậy anh Đôi? Anh chưa thấy được đâu nữa đó. Trời ơi đau quá. Bạn ơi, bạn trả kiểu đó người ta trả mặt bằng đó. Đây là mặt bằng quận nhất bạn ơi. Ta mới cho 80 cái giữa với ta. Anh bếp mời. Chứ giờ mẹ không thấy chứ anh đó. Đầu tiên nữa đó. Bình thường phải không anh? Lúc nãy em chưa bưng kịp. Chút cả đoàn nhà mình à. Chút là dám quá. Em đi đưa gì cả nhà.